Thời sự SPTV xin kính chào quý khán thính giả và các bạn. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, một thông tin cực nóng, đoàn luật sư Đại Nam đã chuẩn bị tất cả mọi thứ cần thiết để sẵn sàng đưa bà Hằng ra khỏi T30, đồng thời gửi lời cảnh cáo đến chính quyền công an thành phố Hồ Chí Minh chớ có chơi bẩn bóp méo sự việc vì tất cả bằng chứng việc làm xấu xa của đám quan bẩn cấu kết với nghệ sĩ, đoàn luật sư Đại Nam đã có đủ phần thắng chắc chắn trong tầm tay theo đó, giữa lúc dư luận Việt Nam dậy sóng và không ít người hả hê vì sự kiện, nữ siêu Nguyễn Phương Hằng bị bắt tạm giam vào ngày 24 tháng 3 với cáo buộc theo điều 331. Luật sư nói với VOA rằng đây là điều luật vi hiến và cảnh báo rằng điều luật đã biến tất cả người dân Việt Nam trở thành tù nhân dự quyết nếu họ dám đưa ra những quan điểm trái với cơ quan chính quyền. Điều 331 của Bộ Luật Hình sự Việt Nam đã vô hình chung biến tất cả công dân Việt Nam đều có khả năng trở thành một tù nhân dự quyết của chế độ. Chỉ cần họ có bất cứ hành vi biểu hiện nào không phù hợp với nhãn quan quan điểm chính thống của chính quyền, thì Điều 331 sẽ được sử dụng để trấn áp Luật sư Vũ Đức Khanh từ Canada nhận định nữ tổng giám đốc 51 tuổi của công ty cổ phần Đại Nam đã bị công an thành phố Hồ Chí Minh tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam vào ngày 24 tháng 3 về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân theo quy định của điều 331 Bộ luật hình sự. Vì hiến vụ bắt nữ CEO Nguyễn Phương Hằng đã khuấy động mạng xã hội và cả khu vực xung quanh dinh thự của bà khi một lực lượng hùng hậu bao gồm các nhà báo, những người youtuber và cả người dân hiếu kỳ tập trung để đưa tin nóng về vụ việc bắt nữ CEO nổi tiếng đình đám trên mạng xã hội. Ngoài những người hâm mộ, đa số công dân Việt Nam tỏ ra nhẹ nhõm thở phào vì sẽ không tiếp tục bị tra tấn bởi những lời lẽ chỉ trích công kích nặng nề mà bà Nguyễn Phương Hằng sử dụng trong các buổi livestream nhắm vào nhiều người khác nhau, bao gồm cả những gương mặt nổi tiếng trong giới nghệ sĩ. Tuy nhiên, theo lưu ý của luật sư Vũ Đức Khanh, điều luật mà nhà chức trách sử dụng để cáo buộc bà Nguyễn Phương Hằng là một điều luật phi hiến. Ông nói đây là điều khoản an ninh nhằm hình sự hóa những biểu hiện về chính trị và lâu nay vẫn thường được chính quyền Việt Nam sử dụng để đàn áp những tiếng nói đối lập độc lập. Vì bà Nguyễn Văn Hằng có nhiều luồng dư luận không thuận lợi cho bà ấy nên trong trường hợp nhà nước Việt Nam sử dụng điều khoản này thì họ sẽ không gặp bất cứ trở ngại nào đối với dư luận công chúng. Bên cạnh những người ủng hộ nữ siêu Nguyễn Phương Hằng thì gồm có một luồng dư luận không nhỏ, không đồng tình với thái độ cũng như là cách biểu đạt ý kiến của bà Nguyễn Phương Hằng, luật sư Vũ Đức Khanh nói với VOA. Vì vậy, theo ông, nếu không cẩn thận suy xét rõ ràng về điều luật 331, đại số dư luận sẽ cho rằng bà Nguyễn Phương Hằng bị bắt theo điều 331 là đúng. Nhưng chúng ta cần phải nhìn rõ ràng điều 331 của luật hình sự là vi hiến, đồng thời nó cũng phản lại với tất cả quy định của các luật nhân quyền quốc tế và các công ước về quyền dân sự và chính trị, luật sư vũ đức khanh nói thêm trong trường hợp này, theo luật sư khanh bà hàng lẽ ra phải đối diện với một vụ kiện về dân sự chứ không phải là hình sự nếu như có người thưa kiện về việc bà biêu xấu nhục mạ hay đưa thông tin không đúng về họ trở thành nạn nhân của điều luật chống phản động khác với đa số trường hợp bị các cáo buộc vi phạm điều 331 trước đây thường là những nhà hoạt động người bất đồng chính kiến, tức là những người bị xem là quan điểm đối lập về chính trị đối với chính quyền. Bà Nguyễn Văn Hằng bị cáo buộc tội danh theo điều 331 trong khi đó thì bản thân bà thường xuyên bày tỏ quan điểm ủng hộ đường lối của Đảng và nhà nước trong các buổi livestream của bà Nguyễn Văn Hằng. Cũng không ít lần chỉ trích nặng nề những người mà bà gọi là phản động theo kiểu chửi hết mọi người nhưng luôn ủng hộ chính quyền của bà Nguyễn Phương Hằng đã khiến nhiều người bất bình, thậm chí có nhiều đơn tố cáo các ca nghệ sĩ cá nhân. Theo lời nhà chức trách nhưng bị xem là trói tai của bà vẫn tồn tại và đất cắt trong suốt hơn một năm qua. Nhưng vụ bắt nữ siêu Nguyễn Phương Hằng đã khiến cho dư luận cho rằng bà Hằng đã vượt làn tranh đỏ của chính quyền và giờ chính bà trở thành nạn nhân của điều luật đã khép tội nhiều người mà bà gọi là phản động. Bà Nguyễn Phương Hằng có nhiều biểu hiện đã được thông đồng với chính quyền Việt Nam để khuấy động làn sóng dư luận trong rất nhiều vấn đề mà toàn xã hội quan tâm. Nhưng cuối cùng bà Nguyễn Phương Hằng là nạn nhân của chính sách điều luật. Vì chính điều bà ấy làm lại đụng chạm đến những vấn đề khác của chế độ và khi không còn phù hợp với quan điểm chính thống và chính phủ nữa thì bà Nguyễn Phương Hằng sẽ phải là người bị trả giá đầu tiên. Luật sư Vũ Đức Khánh nói bà Nguyễn Phương Hằng bắt đầu nổi lên từ năm 2021 khi bà tổ chức họp báo và livestream tố cáo về khả năng chữa bệnh và những tranh chấp tiền bạc giữa bà và ông Võ Hoàng Yên, người vẫn thường được một số người sùng bái gọi là thần y. Sau đó, bà tiếp tục được công luận ủng hộ qua các buổi livestream tố cáo những tiêu cực trong việc làm từ thiện của nhiều nghệ sĩ, bao gồm các gương mặt nghệ sĩ nổi tiếng như là Khải Linh, Đàm Vĩnh Hưng, Thủy Tiên, Trấn Thành. Trước khi bị bắt, thì bà Nguyễn Phương Hằng đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh ban hành quyết định tạm hoãn xuất cảnh từ ngày 16 tháng 2 đến ngày 29 tháng 4 năm 2022 liên quan đến việc nhiều đơn tố cáo của các ca nghệ sĩ trong thời gian vừa qua. Sự kiện của bà Nguyễn Phương Hằng bị khởi tố vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, nhất là khi mới đây drama này không còn là một mình bà Nguyễn Phương Hằng nữa. Quan đã chính thức, ông chủ khu du lịch Đại Nam, ông Huỳnh Uy Dũng đã chính thức tham gia hết quý vị và các bạn, ít nhiều vẫn còn nhớ trong buổi thóc sâu vừa qua. Có một sự góp mặt của ông chủ Đại Nam, đó chính là ông Huỳnh Uy Dũng. Thì cái buổi livestream này hoàn toàn chúng ta có thể chưa bao giờ Chú Dũng lại xuất hiện và chia sẻ nhiều đến mức độ như vậy và lần đầu tiên chúng ta cũng đã thấy được một sự giận dữ ra mặt của ông Dũng và khi mà đụng tới những vấn đề tổn hại đến bản thân ông và đến quỹ hàng hữu của mình, đến với ông ấy và có rất nhiều thứ khác nữa. Có thể nói đó là một điều khiến cho rất nhiều người hết hồn ngờ ngàng ngơ ngác. Và kính thưa quý vị, một năm qua thì cô Nguyễn Văn Hằng, chúng ta cùng Thấy được rất nhiều điều bất ngờ này đến bất ngờ khác là cô Hằng cũng đã chia sẻ và chưa bao giờ có một sự bộc bạch. Nói cho chú Dũng nghe bất cứ điều gì mà chỉ một mình cô âm thầm chịu đựng và kén chịu trong suốt hơn một năm qua. Ông Huỳnh Uy Dũng cũng tuyên bố một ngày ông làm hơn 20 tiếng thì không có thời gian để mà nghe, để mà biết trong cái drama này và ngày hôm nay là lần đầu tiên ông nghe vợ của ông chia sẻ về tâm tình những cái nỗi ấm ức những cái nỗi lòng mà cô ấy đã chịu đựng trong suốt hơn một năm qua khi ông ấy đã chịu hết nổi và đứng dậy có những lời phát biểu phải nói là nghe xong ai ai cũng hết hồn bởi vì chú ấy đã thiện được cái bản lĩnh của một người đàn ông đó là đứng ra để che chở và bảo vệ cho người vợ của mình và đặc biệt là chú dũng cũng đã lên tiếng như thế này ông nói nếu như có bán hết tất cả các tài sản của ông thì ông cũng sẽ chơi đến cùng vụ việc này. từ khi các khu du lịch đại nam vì ông đã xác định khu du lịch đại nam là cái để mà thờ bách gia trăm họ và cái đó là để lại cho mọi người. còn lại thì không bán hết mọi tài sản của ông để có thể theo đuổi các sự kiện tụng về pháp lý đến cùng. điều thứ hai là ông cũng khẳng định luôn là dù có mất cái mạng này, chùa dũng cũng sẽ tiếp tục ủng hộ để cho cô hàng tiếp tục đi về vấn đề pháp lý. đây là một lời tuyên bố mới nhất của ông chủ khu du lịch Đại Nam, ông Huỳnh Uy Dũng sẽ đi tới cùng. Kể cả người đó có chức quyền gì, đây là cuộc chơi liên quan đến pháp luật và ông Dũng cùng sử dụng pháp luật để tóm lại, để bảo vệ người vợ của mình. Lời tuyên bố của ông chủ khu du lịch Đại Nam, ông Huỳnh Uy Dũng không thông qua cơ quan công an nữa mà ông sẽ đến thẳng gặp các vị lãnh đạo cấp cao trung ương, một sự hy sinh và một việc đầy quyết tâm của ông Dũng thật đáng để khâm phục. Mới đây thì có một dòng trạng thái vẫn khiến cho dư luận không khỏi quan tâm nhất là khi bà Nguyễn Phương Hằng hiện đang bị tạm giam trên một TikTok. Mới đây, trên dòng, trên dòng trạng thái có tài khoản có tên là Khu Ke, được cho là của thiếu gia Huỳnh Hàng Hữu, con trai của bà Nguyễn Phương Hằng, và ông Huỳnh Uy Dũng đã thu hút sự quan tâm lớn từ dư luận. Mà dù chưa xác thực được đây là phân TikTok hay là thuộc quyền sở hữu của cậu bé Huỳnh Hàng Hữu, Thế nhưng dòng trạng thái vẫn khiến cho dư luận không khỏi quan tâm, nhất là khi bà Nguyễn Phương Hằng đang bị tạm giam. Theo đó, thì thiếu gia Huỳnh Hàng Hữu sinh ngày 21 tháng 9 năm 2012, được gọi là tỷ phú nhỏ tuổi nhất Việt Nam. Khi vừa lên một tuổi đã được bố mẹ cho thừa hưởng toàn bộ khối tài sản hàng tỷ đồng ở Bình Dương. Huỳnh Hàng Hữu là con chung duy nhất của ông Huỳnh Huy Dũng và bà Nguyễn Phương Hằng, được dự đoán là chủ nhân tương lai của khu du lịch Đại Nam. Cụ thể trên trang cá nhân của Huỳnh Hàng Hữu đã viết như thế này. Con chào mọi người, chào cô chú, con không tin đây là sự thật mẹ phương hằng con rất là tốt tại sao lại vậy chứ con mong mọi điều thuận lợi đến với mẹ con con xin mọi người hãy cùng ủng hộ để mẹ con vượt qua con yêu mẹ qua sự việc này cả nhà có nhận ra cô hằng đang làm vì ai lợi ích vì dân rồi ngày hôm nay nổi buồn áp lực đến lại một mình cô phải chịu đựng Hãy nhìn vào thực tế cô chú đã làm cho dân nghèo, mang cơ hội sống cho trẻ em tim bẩm sinh, bao nhiêu con đường mới được mở ra, bao nhiêu căn nhà tình thương, cả nhà hải tin và pháp luật. Nhân quả những gì tốt đẹp cô đã làm cho người dân thật sự. Siêu Nguyễn Văn Hằng không phải là người không giữ đâu, nhưng trong cuộc chiến này cô phải nhận rất là nhiều vai. Nhưng khi cô trở về với chính con người cô rồi, thì cô là một người phụ nữ rất tình cảm chân thành. Cuộc đời đôi khi không cho cô những nụ hoa mà cứ trao cho cô cái súng để rồi cô phải tự vệ sù long nhím để mà sống để bảo vệ các con của cô và kể cả người dân nghèo khổ. Chứ đâu đó cô rất hồn nhiên, rất tình cảm và rất chân thành với quý vị. Nhưng cuộc đời đôi khi cứ xô đẩy, xô mình xuống kéo mình lên. Cứ thế mà nó vùi dập mình. Nhưng đâu đó cô rất tình cảm và rất chân thành và rất ít đền đáp với tình cảm người khác dành cho mình đôi khi cuộc sống quên cả chính mình để bù đắp cho người khác. Cả nhà hải tin vào pháp luật và nhân quả những sự tốt đẹp cô đã làm cho người dân, nhưng cuộc đời không ai đoán trước được chữ ngờ. Cho dù pháp luật có xử phạt cô hàng như thế nào và kết tội ra sao thì tôi không quan tâm. Nhưng đối với tôi, xem mến yêu cô Phương Hằng bởi vì không ai dám đứng lên để nói lên những điều mà những việc nhiều người không dám nói. Nhưng cô đã dám hy sinh, bản thân để nói lên những điều mờ ám của những kẻ lợi dụng lòng tin người dân để làm lợi cho bản thân. Không phải cô đã làm đúng đâu, nhưng cơ bản là những việc cô làm đã khiến cho hàng triệu trái tim phải yêu thương quý trọng cô. Vì vậy, tôi sẽ mãi yêu thương và quý trọng cô Nguyễn Phương Hằng. Để không bỏ lỡ những thông tin nóng hổi đa chiều của chúng tôi, quý vị đừng quên bấm like, share, đăng ký kênh để đón nhận những thông tin mới nhất khi chúng tôi phát sóng. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn.